Rồi,
hết giờ đóng hả? Được chạy rồi. Chiều mình đây hả? Chiều mình đi xuống hả? Anh chịu không nổi luôn á Đào, anh chịu không nổi luôn. Bây giờ tới lượt khởi động thôi, khởi động thôi vậy? Mới khởi động à? Sao vậy? Trời ơi, nhẹ vậy mà gì bỏ nó ngoài mới đau chứ. Đây. Thôi cây dây. Sao vậy? Bỏ hoài vậy? Rồi vô.
Đây, vô. Chưa tao nói giờ mới tới cường mà. Chịu. Thôi. Yeah.
Rồi lên chụp bên trên có cái đào nha. Tháng 3. Tháng 3. Sao cứ giao ngoại đó. Anh ngoại gì đâu. Thấy bạn giờ. Trời ơi, ta giao ngoại với sao hỏi nữa. Trời ơi, nói chuyện cái gì.